Và ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi hoàn thành nốt cái nhiệm vụ tìm và tiêu diệt đệ tử cho Elite Kid của mình nhé. Thì mình đùa đấy, thực ra thì đây là cái nhiệm vụ cuckoo mà mình nói thấy cho nó màu mè ấy. Ok, thì sau khoảng 1 ngày 2 mình đã up nó lên 10 tỷ sức mạnh rồi. Và các bạn có thể thấy hai cái hào quang nó ngầu không? Một hào quang tím và một hào quang vàng của xảy ra. Ok, thực ra tìm cuckoo cũng khá là mất thời gian nên là mình nghĩ là mình sẽ tìm bằng ngọc nhé. Mình sẽ nhờ cái ông cui ở bên thành phố Visita, ông sẽ giúp mình. Nó sẽ khá là nhanh thôi. Và nếu các bạn thấy thích clip của mình thì các bạn đừng quên bỏ ra vài giây để ấn nút like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn chỉ cần bỏ ra vài giây thôi. Ok. Đây, ông cui đây này. À mà từ từ, mình nghĩ là mình sẽ hợp thể lại đi. Tí thì quên đấy. Và mình sẽ mặc một cái cải trang sức đánh cho đệ tử. Đâu ta? À đây, Saberman này. Đó, mình mặc cái này cho đệ tử. Còn với mình thì mình sẽ mặc cải trang Dr. Corey nhé. Cái cải trang đấy nó sẽ giúp mình hấp thụ cái sát thương của Cuckoo mà. Là mình có thể đánh nó một cách không mất máu luôn. Các bạn tin không? Đây, cởi giáp ra được 47k sức đánh. Ok. Ở đây có giáp sên này. À mà thôi mình nghĩ không cần đâu. Dùng làm gì cho phí đúng không? Đằng nào thì nó đánh mình cũng có mất máu đâu. Đây có lợn này. Đập phát bao nhiêu? 70.000, 79.000 luôn. À, con này đấm chưa đến 10 phát là chết rồi. Lợn này, chạy đâu ấy mày. Đó, tiếp theo là tìm và tiêu diệt mập đồ đinh. À, con mập đồ đinh này thì cũng khá là thú vị đây các bạn ạ. Mình đánh nó rơi ra rất nhiều vàng nhá. Từ từ. Bởi vì tìm nó khá là mất thời gian nên là mình cứ bỏ ra 15 ngọc. Chỉ cần bỏ ra 15 ngọc nó sẽ giúp mình làm nhanh hơn rất là nhiều. Ok, đến chỗ mập đồ đinh. Úi giời ơi, trốn tận ở đây à. Con lợn này. Đấy, các bạn thấy vàng nó rơi dưới chân không? Nhìn nó rất là đã mắt luôn ý. Đánh con này xong mà nhặt vàng tuyệt vời rồi. Thực ra nó không nhiều lắm đâu. Được có 4.000 một phát này. Một bãi được 4.000. Căn bản là bây giờ cái tốc độ nhặt hơi chậm ý. Là cái nhặt vàng hơi khó. À, mình nghĩ là nhặt xong bãi này mình sẽ tìm thêm con nữa mình đánh nhá. Mình rất thích kiểu đánh boss xong rồi ra nhặt vàng ý. Tốc độ nhặt bây giờ nó hơi chậm. Mình không hiểu AD fix cái kiểu này làm gì nữa. Ok, để tìm thêm con nữa nào. Đang khu 10 đúng không? Thế chắc mình sẽ qua khu 9 đi. Hello. It's me. À đây đây, có các bạn ạ. Các bạn thấy sát thương nó đánh hụt không? Đó, nhưng mà căn bản là nó tàng hình nên mình sẽ đổi lại khu. Nếu mà các bạn bị lỗi tàng hình này, các bạn cứ đổi lại khu là tìm thấy nó thôi mà. Đó, con lợn này. Trốn tận dưới đây rồi. Ok. Ôi, sao vàng lại rơi dưới chân nó? Trời ạ. Con này nó đang ở dưới đất ấy, nó bị lag. Mẹ. Thôi nhà thì khỏi cần đánh đi, đang đánh chẳng nhận được vàng mà. Nhiễu. Kể ra đánh nó ra đồ thì mình còn đánh tiếp chứ. Đánh ra vàng mà vàng ở dưới đất thì thôi, bỏ. Nghỉ luôn đấy. Ok. Rồi. Hoàn thành nốt Rambo nào. À, ừ, mình nghĩ là hoàn thành xong Rambo thì mình sẽ đi mở nội tại nhá. Từ từ, con lợn kia đâu? Đấy, cất con này. Ra đây nào. Mình đấm gần 100.000 một phát. Thế tức là con chim mình nó sẽ khoảng 30.000. Trời ơi, đấm nãy giờ. Chết nhanh thế. Lợn này, đó. Nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành, báo cáo với Quy Lão nào. Anh nhầm, báo cáo với... báo cáo về trưởng lão Guru. Mà thôi kệ, cứ qua đảo Kame đi. Thì mình nhớ là từ sau cái phiên bản nào ấy thì mình có thể báo cáo tất cả ba hành tinh cũng được. Ở đâu mình cũng có thể báo cáo được nhá. Hình như từ cái phiên bản mà nó ra cái thằng, cái ông trọng tài ấy, cái ông Satan ở ba hành tinh ấy, thì mình có thể báo cáo ở tất cả hành tinh cũng được. Đó, được thưởng 20 triệu sức mạnh. Nó không nhiều những cái nhiệm vụ bất khả thi nhỉ. Ok, mình sẽ học luôn cái chiêu. À không, học chiêu trị thương đây. Cái Masenko mình sẽ để lại cấp 1 luôn. Để lúc Namek 29 tỷ 9. À đâu, 50 tỷ. Namek 50 tỷ có Masenko 1 nó mới ngầu đúng không? À, bây giờ làm nhiệm vụ số 4 này. Thì mình nghĩ là mình sẽ đi mở nội tại nhé. Với 240 triệu vàng và 640 ngọc. Để xem mình sẽ mở nội tại gì ta. Liên hoan. Trời ơi, sức mạnh tiềm năng tăng 13% thôi. Mở tiếp lần nữa đi. Cứ mỗi một lần nó tăng gấp đôi lên. Khá là sót.
8% à? Thôi kệ đi, mình nghĩ là phải trên 10% mình mới lấy. Cái 8% lấy làm gì đúng không? Nhiễu. 47% vàng á. Thôi kệ nội tại đi. Sida hết cỡ. Hết sức sida luôn. 236% này. Ôi gần 300% rồi. Nên lấy không nhỉ? 236 trên 300 này. Cũng khá là được mà thôi. Mình có phải 5x úp vàng đây đâu. Xem này được gì. Macan hồi laser à? 15. Thôi kệ đi. Mình không cần laser đâu. Mình cần cái liên hoàn ấy. Liên hoàn khi nào. Vừa bảo xong. Khi nào mình phải trên được liên hoàn phải trên 10% mình mới lấy. Gì đây? Ôi lại laser. Còn cùi nhất luôn. 15%. Ok. 11% sát thương Masenko à? Không lấy. 257% vàng từ quái ấy. Hơn cái kia nhỉ. Nhưng mà mình không phải 5x úp vàng nên là mình sẽ không lấy nội tại này nhá. Ok, 20 triệu vàng. Để chứng 3 ban trong tốc độ hồi phục á. Với lại mình cũng hết vàng rồi. Nên là mình nghĩ là mình sẽ lấy cái nội tại này đi. Đằng nào nó sẽ hồi đẩy chứng nhanh hơn mà. Đấy. Được, mình đang mong được cái liên hoàn mà. Nếu mà đẩy trứng thì cũng lấy vậy. Không nên từ bỏ đúng không? Ok, mang qua đây úp nào. Đó thì bây giờ vẫn đang có x2 mà, là mình cứ phải tranh thủ để úp đã. Mặc lại cái Dracula cho đệ tử đi. Rồi còn mình thì mặc vô hình thôi. Để khi nào có tiền mình sẽ mở lại nội tại thêm một lần nữa nhé. Khi nào mở ra được liên hoàn trên 10% thì mình sẽ lấy. Vớ vẩn lại được trên khoảng vĩ một tí nhỉ. Khoảng 17% thì tuyệt vời luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi săn hộp quà tiếp nhé các bạn nhé. Ok, đợi mình tí. Ok, thì ít phút còn lại mình sẽ đi mở hộp quà Noel nhé. Hiện tại mình đã lấy được 6 hộp rồi. Mặc dù là không nhiều nhưng mà đây là số lượng hộp tối đa mình có thể mang đấy. Ok, với 3 hộp trong dương và 3 hộp trong hành trang thì mình sẽ thử mở xem liệu mình có thể được những cái gì nhá. Mong là nó được xịn một tí. Thạch anh tím à? Kẹo Giáng sinh. Cái này được gì? Ruby. Lại kẹo Giáng sinh. Cái này được gì ta? Titan. Một. Vớ vẩn lại đủ 5 viên đá nâng cấp nhỉ. Đây mình có 39 cái kẹo Giáng sinh rồi. Ok, mở nốt cái này đi. Cái kẹo Giáng sinh mình úp đệ tử nó cũng đấm ra nhá. Khi nào đủ 99 cái mình sẽ đổi lấy cái nón Noel đỏ đi. 11.000 vàng. Tưởng được thêm đá nâng cấp tiếp nhỉ. Thì đây, kẹo Giáng sinh. Lại kẹo Giáng sinh. Đùa. 3 sao, 60. Trời ơi. Thôi thì hôm nay mình đã kiếm được 43 cái kẹo Giáng sinh và khá là nhiều hộp quà. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và bật cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Ok các bạn ơi, thì ở cuối video mình cũng muốn quảng cáo một chút, đó là hiện tại mình đang có cái kênh phụ ấy, một cái kênh phụ mình đang làm về Minecraft và mình cũng rất là muốn các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn chỉ cần lên YouTube các bạn ghi là Chisu Food như thế này là nó sẽ ra thôi. Thì đây là mình đang làm về Minecraft nhé và hiện tại mình cũng được khá nhiều người đăng ký rồi. Mình cũng muốn là trong cuối năm nay mình sẽ được cái nút bạc thứ hai ấy. Thì cũng rất mong các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok các bạn ơi, nếu các bạn cần mua nick tự động thì các bạn có thể truy cập ngay nickgame247.vn nhé. Thì đây là một cái web bán nick tự động và rất là uy tín. Thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả video. Nếu các bạn chỉ cần bấm vào đấy thì nó sẽ đưa các bạn đến trang chủ ấy. Ở đây thì chúng ta có nick Ngọc Rồng và nick Liên Quân. Ngoài ra thì có cả nick Làng Lá nữa. Mà hôm nay mình sẽ tập trung về giới thiệu về nick Ngọc Rồng nhé và một số những cái dịch vụ ở trên web này. Ở đây thì các bạn chỉ cần đăng nhập nạp thẻ cào ở chỗ này này. Sau khi các bạn nạp thẻ cào xong ấy. Ở đây, đây là phần nạp thẻ cào nhé. Đó, thì sau khi các bạn nạp thẻ cào xong thì các bạn có thể quay về trang chủ và chọn nick thôi. Đây, các bạn có thể vào nick sơ sinh hoặc là nick VIP. Đó, các bạn chỉ cần chọn nick và mua nick thì thôi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái dịch vụ đó là Random Nick nhé. Các bạn thử chơi may mắn bao giờ chưa? Các bạn chỉ cần kéo xuống thôi. Ở đây có Ngọc Rồng Random, Liên Quân Random. Đó, bán vàng online này, bán ngọc online. Thì nếu các bạn cần mua vàng ngọc thì cứ liên hệ ở trên web này nhé. Cũng rất là uy tín thôi. Đó thì cái phần Ngọc Rồng Random và Liên Quân Random thì nó cũng khá là giống nhau. Là mình chỉ cần giới thiệu một cái thôi, còn cái kia cũng tương tự mà. Ok, truy cập ngay. Thì các bạn chỉ cần bỏ 50k ra thì nó sẽ gọi là vòng quay may mắn ấy, nó sẽ random cho các bạn.
Ở đây thì 20% các bạn sẽ được nick VIP này, 20% thì nick sẽ sai, tức là các bạn sẽ không được gì. Còn 30% thì các bạn sẽ được nick có bông tai. Còn 80% thì các bạn sẽ được nick đúng đăng ký ảo. Mà thông thường thì hầu như là sẽ có nick sơ sinh có đệ tử thôi. Đó, các bạn chỉ cần bỏ 50k ra thì các bạn có khả năng nhé, có khả năng nhận được nick có bông tai này, có khả năng nhận được nick VIP này, và cũng có khả năng là mất hết. Đó, nói chung thì không khuyến khích nhé, nhưng bạn nào thực sự thừa tiền thôi. Là nếu các bạn có khả năng nếu mà các bạn may mắn ấy, các bạn muốn thử vận may thì các bạn có thể truy cập ngay ở trên này. Ok. Còn về phần mua nick cũng giống như kiểu ở trong các web khác thôi, các bạn chỉ đăng nhập Facebook bằng tài khoản Facebook nhé, đăng nhập Facebook vào thì vào, xong rồi vào phần nạp thẻ cao. Đó, nạp thẻ. Thế là xong. Các bạn chỉ cần vào làm như thế là các bạn có thể có được nick để chơi rồi. Và bây giờ thì thôi, cũng rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Bye bye.